81 điểm khu vực sạt lở bờ sông xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2023 với tổng chiều dài hơn 2.400 m, cho thấy diễn biến phức tạp của hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng. Sạt lở đã gây ảnh hưởng trực tiếp gần 80 hộ dân với trạng thái luôn bất ổn và lo lắng. Các điểm khu vực sạt lở bờ sông tập trung nhiều tại các huyện Long Hồ, Mang Thích và Trà Ôn. Theo kết quả khảo sát của ngành chức năng, ngoài yếu tố tác động do tự nhiên như dòng chảy, biến đổi khí hậu, còn có nguyên nhân tác động của con người làm gia tăng số lở bờ sông như nạo vét sông ngòi, kênh rạch quá mức, không theo quy định, xây dựng nhà cửa, kè sông, lấn lòng sông, làm thay đổi dòng chảy gây sạt lở phía bờ đối diện. Trước tình hình sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tạm thời những điểm sạt lở, có kế hoạch di dời những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn, đặc biệt là tăng cường thanh kiểm tra việc khai thác cát trái phép, ngăn chặn xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm bờ sông gây sạt lở.